Bài viết của tác giả Hà Đình Nguyên được đăng trên báo Một Thế Giới có tựa đề Tiếc nhớ Trần Cảnh Đôn, nghệ sĩ tài hoa. Sáng sớm nay, cái tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã ra đi khiến giới nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng mạng hết sức bàng hoàng. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã đột ngột qua đời tuổi 62 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21 tháng 10 năm 2021. Cuộc ra đi bất ngờ của ông khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, báo giới không khỏi bàng hoàng thương tiếc. Nghe tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời, nhà báo Hà Đình Nguyên, một người bạn ông đã viết lời tiễn biệt. Bài viết nhắc nhở những kỷ niệm, những khoảnh khắc đời thường gần gũi, giản dị của đạo diễn Trần Cảnh Đôn với bạn bè ở Sài Gòn khi ông còn tại thế. Lần đầu tôi gặp đạo diễn Trần Cảnh Đôn cách đây khoảng 20 năm là qua nhà văn Đoàn Thạch Biển. Trong một buổi họp mặt bạn bè ở quán Trống Đồng, số 5 Lê Quý Đôn, quận 3, của nhà thơ Vũ Trọng Quang. Dạo đó, anh Đoàn Thạch Biển đang cố vấn cho Trần Cảnh Đôn về các kịch bản phim ca nhạc. Trần Cảnh Đôn có vẻ ngoài thô ráp, bụi bặm, nước da ngăm đen với bộ ria mép, cổ tay lại đeo nhiều vòng chuỗi. Nói chung, ngoại hình của anh khá ấn tượng. Các anh bàn tán công việc sôi nổi. Tôi lại là dân ngoại đạo nên chỉ biết lắng nghe. Sau này, tôi còn nhiều lần gặp gỡ Trần Cảnh Đôn. Qua đó thấy anh là người khá vui vẻ, sôi nổi nhưng cũng trực tính. Yêu là yêu, ghét là ghét, không lập lờ. Ấn tượng nhất là buổi chiều ở đất phương Nam có nhà thơ Lê Minh Quốc, các nhà văn nữ Võ Thu Hương, Quân Thiên Kim, nhà báo nữ Hoài Nam. Chúng tôi đã có một bữa để đời mà chắc chắn những người hiện diện không thể nào quên. Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959 tại Phan Thiết, có bằng cử nhân tài chính kế toán nhưng rồi lại không theo nghề mà học tiếp ngành đạo diễn sân khấu. Tốt nghiệp với hai vở Mùa Tôm và Cuộc Phiêu Lưu của Những Tâm Hồn. Sau đó anh đầu quân về Liên Hiệp Điện Ảnh Băng Tử và theo học ngành đạo diễn điện ảnh. Phim đầu tay của Cảnh Đôn là Ngọc Trong Đá, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Sau đó là bộ phim truyền hình 5 tập Những Năm Tháng Đã Qua, thời phim thị trường lên ngôi. Trần Cảnh Đôn lần lượt thực hiện các bộ phim Đoạn Cuối ở Bangkok, Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, Khi Người Ta Trẻ, Vòng Vây Tội Lỗi, Giáp Xác Thạch Xanh, Lý Thông. Rồi khi dòng phim ca nhạc đang tạo cơn sốt, Cảnh Đôn cũng đã kịp nắm bắt thị hiếu của công chúng với những video clip ca nhạc và làm phim quảng cáo. Anh đã thực hiện hơn 100 video clip ca nhạc và hàng chục phim quảng cáo. Tuy nhiên, làm phim ca nhạc, phim quảng cáo chỉ là thư giãn, lấy ngắn nuôi dài. Là một người yêu thích văn học, khi đọc được một tác phẩm văn học tâm đắc, Trần Cảnh Đôn nghĩ ngay đến việc chuyển thể sang điện ảnh và khi điều kiện cho phép là anh thực hiện ngay. Có nhiều tác phẩm văn học anh ấp ủ cả mấy năm mới có thể chuyển thành phim như tiểu thuyết Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay của Đoàn Thạch Biển. Đến giờ vẫn chưa thành hiện thực. Cho nên, sau thành công của phim Ngọc Trong Đá, anh lại tiếp tục đưa tác phẩm thứ hai của nhà văn Nguyễn Đông Thức, Ngôi Sao Cô Đơn, lên phim.
Rồi tiếp tục với Khi Người Ta Trẻ, tác phẩm của Phan Thị Vàng Anh, Đô La Trắng của Trần Tử Văn. Bộ phim truyền hình mới nhất của anh là Hoa Trong Bão, 30 tập. Từ thành công của những bộ phim này, tên tuổi của nhiều diễn viên nhanh chóng thành sao như Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Quỳnh Nga, Việt Quang. Sự nghiệp điện ảnh của Trần Cảnh Đôn cũng được giới chuyên môn nhìn nhận đẳng cấp qua giải thưởng danh giá. Có thể kể đến như giải B phim truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam 1999, phim Tội Phạm, giải bạc phim truyền hình toàn quốc phim Tội Lỗi Cuối Cùng, giải bông sen bạc liên hoan phim Việt Nam phim Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, giải đạo diễn xuất sắc Báo Mực Tím, giải khán giả yêu thích phim Ngọc Trong Đá. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và đầy bất ngờ, hôm nay bỗng nhận được hung tin qua bạn bè là đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã giã từ cuộc đời. Tôi bàng hoàng, nhấc máy gọi cho nhà văn Đoàn Thạch Biển để hỏi thêm chi tiết, thì anh cũng tá hỏa vì tôi là người đưa tin. Gọi lại cho anh Dũng ọt gan, mới hay anh Cảnh Đôn mất vào tối hôm qua 21 tháng 10 vì bệnh gan. Tang lễ của Trần Cảnh Đôn sẽ được gia đình tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Thương tiếc một đạo diễn tài hoa nhưng lại ra đi vào độ tuổi đang sung sức, 62 tuổi. Xin thắp nén nhang tiễn biệt anh. Tang lễ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan lúc 9 giờ 15 ngày 25 tháng 10, sau đó hỏa táng tại Hóa An, Bình Dương. Cho chúng con yêu thương đồng loại, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau con đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, qua đoạn trường rồi không buồn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi theo kiếp luân hồi. Hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm, những khúc hát yêu thương rào rạt cho lòng người nảy mầm khao khát. Yêu thương nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, lòng tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Tạ ơn mẹ cha ban cho hình hài và dạy cho chúng ta biết yêu đồng loại, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau con đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi
qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, trải qua đoạn trường không còn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi trong kiếp luân hồi. Hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc, thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm. Những khúc hát yêu thương rào rạt, cho lòng người nảy mầm khao khát yêu thương. Nhìn quanh đời sớm niềm tin với nhau héo hon ê chề, chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên.